nghe sóng vang lòng, sống mãi phút giây này, cầm tay nhau đặt lên trái tim. Thoáng chút nắng hanh vàng về quanh đây gieo nhớ nhung êm đềm, về quanh đây rắc muôn niềm thương đến ta. Mơ trong mơ nghe hồn bay vu vơ, nghe chữ xưa thấy lá hoang sơ, con sông xưa trôi về theo cơn mưa, quanh chốn xưa ươm nắng mơ màng. Sẽ nhớ mãi bao ngày tháng thơ ngây, ghi tâm lòng thơm trang giấy mới. Sẽ nhớ mãi ngôi trường xưa và em, êm đềm mơ vững chân ai. Xưa đùa vui hát ca với cánh bướm muôn màu, và chim muông vang khúc ca yêu đời. Tà áo trắng gió lay ngát dây mới. Nghe tim ta như lạc trong cung mơ, nghe hoài mong vương mắt nai xưa. Nghe chơi vơi, nghe lòng như buông lơi, nghe ấu thơ lên nhắc ta về. Vẫn nhớ mãi bao ngày tháng thơ ngây, ghi tâm lòng thơm trang giấy mới. Những phút sống bên trường xưa thần tiên, bỗng thành câu hát ru ta. Vẫn nhớ mãi bao ngày tháng thơ ngây, ghi tâm lòng thơm trang giấy mới. Những phút sống bên trường xưa thần tiên, bỗng thành câu hát ru ta. Vẫn nhớ mãi bao ngày tháng thơ ngây, ghi tâm lòng thơm trang giấy mới. Những phút sống bên trường xưa thần tiên, bỗng thành câu hát ru ta. Thần tiên bỗng thành câu hát ru ta. Kính thưa tất cả quý vị, ngay giờ phút này Mạnh Hùng xin được hân hoan đồng nhiệt chào mừng quý thầy cô, các anh chị là kỳ học sinh cấp E khóa 1974-1977 trường Trung học phổ thông Đông Công 2 về dự buổi gặp mặt 50 năm ngày nhập trường. Điều kiện cho các em sẽ được gửi tới các thầy cô giáo, các anh chị lời chào mừng đồng nhiệt, lời kính chúc sức khỏe, chúc chương trình buổi gặp mặt của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp. Kính thưa toàn thể quý vị, nếu được hỏi khoảng thời gian nào đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời, thì em tin chắc rằng rất nhiều người trong số chúng ta sẽ trả lời rằng đó là khoảng thời gian được ngồi trên ghế nhà trường cùng với thầy cô, bạn bè, với thật nhiều những ước mơ khát khao, hoài bão và hy vọng của tuổi trẻ. Để rồi sau khi rời xa mấy trường Đông Công 2, trong tim của mỗi chúng ta không chỉ có niềm tự hào về mấy trường, không chỉ có hành trang về kiến thức, mà trong tim của mỗi người luôn có hình ảnh của thầy cô, trường xưa, bạn cũ, và luôn mong muốn về giây phút hội ngộ, gặp mặt. Và hôm nay, sau 50 năm ngày nhập trường, một chặng đường thật dài, khi các anh chị hôm nay đã lên chức ông, bà và gạt bỏ những công việc thường ngày trong cuộc sống, gặp nhau hân hoan, trao nhau nụ cười, ánh mắt, trao nhau những cái nắm tay, những cái ôm hôn đầy nghĩa tình và cùng chúc nhau thật nhiều sức khỏe. Mở đầu chương trình, xin kính mời anh Đinh Văn Trường lên khai mạc buổi giao lưu. Anh chị, kính thưa các vị khách quý, trước khi chúng ta bước vào làm buổi giao lưu gặp mặt, tôi đề nghị tất cả mời các vị khách quý và các anh chị cùng với các bạn ta đứng lại ta một phút tưởng niệm để người các bạn ta đã ra đi. Và đề nghị một phút mà lên bắt đầu. Đề nghị.
Phạm Thất Thông, nguyên chủ nhiệm. Kính thưa các anh chị, kính thưa các vị khách quý, hôm nay chúng ta gặp gỡ nhau trong không khí ấm áp của tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè, và trên hết tất cả là sự ấm áp của tình người, để cùng ôn lại những kỷ niệm về một mái trường có thể chắp cánh cho mỗi chúng ta. Trong ngày kỷ niệm 50 năm ngày tiệu trường cấp 3 năm 2 ngày đó và trường trung học phổ thông năm 2 ngày nay, những cảm xúc, những kỷ niệm đẹp đẽ về mái trường xưa, về những người thầy, người cô và những người bạn của 50 năm trước cứ sống lại trong mỗi chúng ta, những cô cậu học sinh trường cấp 3 năm 2, để rồi không bao giờ quên được sau biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm trong cuộc đời. 50 năm đã trôi qua, người còn người mất, ai còn thì vẫn nhớ, vẫn gặp, ai mất cũng sẽ không bao giờ lãng quên. Và những người luôn được chúng ta nhớ đến là những người thầy, người cô đã dìu dắt chúng ta trong những năm tháng tại mái trường này. Hôm nay trong buổi gặp mặt long trọng này, chúng ta xin được gửi tới các thầy, các cô lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất. Trong buổi gặp mặt hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Phạm Thất Thông, nguyên chủ nhiệm lớp 12 chúng ta. Tôi xin trân trọng giới thiệu trong bên ban liên lạc khóa là có các anh Bùi Xuân Thu và cùng phu nhân là Đinh Thị Hằng. Anh Hoàng Văn Đào, Hoàng Xuân Đào, anh Lê Xuân Thành, anh Ngô Thi cũng về và trong ngày hôm nay, gặp mặt hôm nay, chúng ta được đón tiếp ba người con dâu của lớp, cũng là phu nhân của các bạn Quế, bạn Mai, bạn Triều. Đề nghị mời cả hai. Thầy Đặng Văn Hùng, nhưng mà đang đương kiêm hiệu trưởng năm 2 cũng về gặp mặt chúng ta ở đây nhìn cho. Cuối cùng, tôi mong tất cả ngày gặp mặt giao lưu hôm nay chúng ta sẽ thành công tốt đẹp. Và cảm ơn sự hiện diện của quý vị đại biểu khách quý, các anh chị đã về với chương trình buổi lễ gặp mặt 50 năm ngày nhập trường của lớp E. Xin đề nghị quý vị hãy cùng dành một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta cùng chúc mừng. Tiếp theo chương trình, trân trọng giới thiệu và kính mời thầy Trần Văn Thành sẽ lên báo cáo tóm tắt tình hình lớp. Kính thưa thầy chủ nhiệm ban liên lạc, kính thưa ban giám hiệu nhà trường, thưa các anh các chị trong ban liên lạc khóa học 1974-1977 trường cấp 3 năm 2, đại diện cho các lớp trong khóa. Thưa các bạn và các vị khách quý, nửa thế kỷ trôi qua, quá nửa đời tiêu giản, từ lúc là những cô cậu học trò tuổi xanh mơn mởn, nay đã là các ông, các bà sắp sửa bước vào lứa tuổi lớp người xưa nay thêm. Hôm nay chúng ta mới có cuộc gặp mặt ông đủ nhắc từ trước đến nay để ôn lại những kỷ niệm của tuổi học trò một thời để nhớ. Có biết bao điều muốn nói khi gặp nhau đây, những ký ức tuổi xuân lại ùa về. Gần 50 năm trôi qua, có biết bao thay đổi, trí nhớ cũng kém dần, nên việc tổng hợp tình hình lớp chắc chắn sẽ có những sai sót. Rất mong được thầy cô và các bạn thông cảm. Nhớ mùa thu năm ấy, tháng 8 năm 1974, cả khóa chúng ta có 6 lớp với hơn 300 học sinh. Học trò của trường là học sinh của các xã vùng Bắc Sông Chuối. Thời điểm này là năm cuối cùng của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Lớp 8A năm học 1974-1975 là lớp chọn đầu tiên của nhà trường, bao gồm những học sinh được tuyển thẳng từ các trường cấp 2 trên địa bàn, cùng với học sinh trúng tuyển kỳ thi cấp 8, cấp 3 năm 2 của hai xã Tế Thắng, Tế Lợi là học sinh các địa phương có phong trào học tập tốt. Thầy Phạm Công Thương, giáo viên văn, được cử làm giáo viên chủ nhiệm năm lớp 8. Sĩ số của lớp ban đầu là 50 người. Sau này, lớp có được bổ sung thêm 3 người nữa là các bạn Lê Thị Dung, Hứa Thị Ngoan, quê ở Triệu Sơn từ lớp 9. Anh Lê Đình Dục từ lớp 10 khi ở bộ đội về. Như vậy, trong danh sách chúng tôi có là 53 người. Về biến động của lớp trong quá trình học,
Bạn Lê Gia Nhị chuyển đi học chuyên văn Lam Sơn từ đầu lớp 10, xin lỗi từ đầu lớp 8. Đầu năm 1975, lớp có 2 học sinh tình nguyện nhập ngũ theo đoàn quân thần tốc vào chiến trường miền Nam là anh Trần Văn Thường, Thế Thắng và chị Lê Thị Điểu, Thế Tân. Anh Thường đã anh dũng hy sinh trước cửa ngõ Sài Gòn khi gần đến ngày miền Nam được giải phóng. Chúng ta mãi mãi không gặp lại được anh. Chị Điểu cũng đi bộ đội, sau có chụp hình đội mũ gắn sao gửi về cho lớp, nhưng đến nay chúng tôi vẫn chưa có thông tin về chị. Sang năm lớp 9, lớp cũng có biến động là thầy Phạm Xuân Thông được cử làm chủ nhiệm hay thầy Phạm Công Thương. Về học sinh, có bạn Nguyễn Ngọc Quế đi học lái xe sau vào Tây Nguyên, bạn Lê Đức Thúy đi công nhân sau vào bộ đội và được phong hàm sĩ quan. Bạn Hoàng Văn Cảnh đi công nhân kỹ thuật nước ngoài. Tôi nhớ bạn có đến chia tay với lớp bằng một gói thuốc Vĩnh Hà khi lớp đang tập thể dục ở chân núi Côn Sơn. Bạn Cảnh về nước khi nào cũng chưa thấy có báo cáo với lớp. Như vậy, năm học lớp 10, lớp chúng ta còn 47 học sinh. Về kỷ niệm trong quá trình học cấp 3 thì rất nhiều. Chúng ta hãy kể cho nhau nghe để cùng nhớ lại ký ức của tuổi học trò, để nhớ lại một bầu trời cổ tích. Hôm nay chúng ta đến đây, ngoài thầy chủ nhiệm là tình bằng hữu, tiền tài, danh vọng, thiên để ở bên ngoài, không có sự so sánh khắp cao. Có người chưa thành công ở mặt này, nhưng lại thành công ở mặt khác. Tuy nhiên, thời của chúng ta sinh ra và trưởng thành trong chiến tranh và nghèo đói. Tuy có những thiệt thòi so với các thế hệ sau, nhưng lại là cơ hội để chúng ta thể hiện mình. Đi qua gần nửa thế kỷ, riêng lớp 10 chúng ta cũng đã góp cùng xã hội nhiều những nhân tố tích cực. Lớp có 16 người nhập ngũ tham gia quân đội thì có 2 liệt sĩ là Trần Văn Thường và Đỗ Khắc Chất, 4 thương binh, bệnh binh, 11 người được phong hàm sĩ quan từ cấp úy đến cấp thượng tá. Có 6 người tham gia lực lượng công an đều được phong hàm sĩ quan từ cấp úy đến cấp đại tá. 12 người là thầy cô giáo, trong đó có 4 cán bộ quản lý giáo dục các cấp. Gần 20 người công tác các lĩnh vực ngành nghề khác, trong đó có 3 giám đốc doanh nghiệp nhà nước và tư nhân. Dù ở lĩnh vực nào, các bạn đều hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đến nay, do tuổi tác và bệnh tật, đã có 11 bạn đã về khỏi Vĩnh Hằng. Hôm chúng tôi đi thăm thay mặt lớp để thắp hương cho các bạn, chúng tôi cũng đã có lời mời các bạn về gặp mặt với lớp hôm nay. Hầu hết tất cả các bạn còn lại nay đang vui vẻ cùng con cháu. Hôm nay chúng ta hãy cùng chia sẻ với những bạn còn kém may mắn hơn để cùng nhau bước tiếp trên con đường đời. Kính thưa thầy chủ nhiệm, thưa các bạn và các vị khách quý, thời gian thấm thoát như thoi đưa, bao lứa học trò đã trưởng thành và giờ đây nhìn mình đã ra mồi tóc xương mới biết mình đã lớn. Dẫu còn có những phiền muộn của đời thường, nhưng hôm nay hơn 30 gương mặt của lớp vẫn còn gặp nhau, chúng ta rất hạnh phúc và cảm thấy rằng lớp chúng mình vẫn rất rất vui. Và hạnh phúc hơn hôm nay, lớp chúng mình được đón thầy chủ nhiệm, đón các bạn đại diện của khóa học và các vị khách quý về đây để khóa chúng ta, khóa chúng mình hôm nay vẫn đang rất rất là vui. Về hoạt động của ban liên lạc, thực sự bây giờ tôi cũng không nhớ chính xác có những ai ở trong ban liên lạc. Nhưng về cơ bản, đã là cầu nối, kết nối cảm xúc và chia sẻ
đối với các thành viên trong lớp. Dù to, dù nhỏ, chúng ta cũng đã gặp mặt được khá nhiều lần. Lần này là đông nhất và có thể là thành công nhất. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn thấy vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ và còn nhiều thiếu sót, nhất là đến nay vẫn chưa có thông tin về một số bạn trong lớp. Có những lúc việc chia sẻ, thăm hỏi chưa kịp thời, mong được các bạn trong lớp thông cảm và chia sẻ. Cuối cùng, xin được trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe thầy chủ nhiệm, chúc sức khỏe các vị khách quý và các bạn. Mong rằng hôm nay chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui, thật đậm đà, không phải vì mâm cao cỗ đầy, mà quan trọng hơn, đó chính là đầy ắp những yêu thương. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn và chúc mừng thầy Trần Văn Thành với bài phát biểu cũng như là thông qua các nội dung chương trình của buổi lễ. Thưa với tất cả quý vị, ngày hôm nay thì lớp E lớp bài khóa 1974-1977 của trường Trung học phổ thông Đông Hưng hai vui mừng vinh dự và chào đón thầy Trần Văn Thành năm nay đã 90 tuổi. Và thầy Phạm Xuân Thông là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Xin đại diện các anh chị và toàn thể quý đại biểu khách quý, chúng ta hãy cùng dành cho thầy một tràng tiếng thật lớn nữa để cùng chúc mừng. Kính thưa các vị đại biểu, tất cả các bạn, bây giờ tôi gọi là các bạn rồi, vì chúng ta cũng là trưởng thành tất cả rồi. Chúng ta biết nói gì hơn là đến sự hiện diện ở đây cũng là cái mối tình đã không còn. Thì tôi xin nhắc là cái câu thơ của vị lãnh tụ nói trăm năm trăm đắng cái gì không bằng cũng mình bên nhau. Cảm ơn. Xin được trân trọng cảm ơn thầy Thông và chúc thầy sức khỏe, sống vui, sống khỏe với con cháu cùng với các thế hệ học trò. Cảm ơn thầy sẽ tặng các bạn nhân cái ngày gặp mặt hôm nay. Hẹn nhau ta về trở lại trường nông cống cũ, 50 năm ta cùng rủ nhau về. Một thời áo trắng tình quê, bạn ơi hãy tưởng nhớ về năm xưa. Mùa hoa phượng nở đung đưa, tiếng ve vang vọng sớm trưa rộn ràng. Cái thời ngô ngố mơ màng, làm sao quên được thiên đàn học sinh. Thầy cô tận tụy chân tình, mái trường lưu dấu in hình đậm sâu. Hôm nay ta được gặp nhau, cười vui ôn lại những câu hẹn hò. Bao nhiêu kỷ niệm học trò tràn về, ký ức gieo hò trong ta. Bạn bè tình nghĩa thiết tha, mong sao luôn khỏe để ta cùng về. Học lớp tình cảm tràn trề, bạn ơi cố gắng cùng về lần sau. Nhớ nha, dù ở nơi đâu, những lần sau nữa hẹn nhau ta về. Và xin được trân trọng cảm ơn những phần thơ, những tình cảm. Trân trọng kính mời thầy Phạm Xuân Thông, trân trọng kính mời thầy Đặng Văn Hùng, thầy Đặng Việt Quỳ, các vị khách mời, các vị khách quý, chúng ta cùng di chuyển đến sân khấu và mời các anh chị chúng ta sẽ cùng lên sân khấu để chụp ảnh và tặng quà chúc mừng cho chương trình kỷ niệm 50 năm ngày tập trường hôm nay. Trân trọng kính mời ban liên lạc của lớp sẽ cùng sân khấu để tặng quà cho các vị đại biểu, các vị khách mời. Thầy Thông cùng với các anh chị kiều sinh và dâu rể của các anh chị, chúng ta sẽ lên sân khấu để chụp một tấm ảnh lưu niệm. Bác ở giữa nhìn lại đây nào, cả nhà nhìn đây nhá. 1, 2. Và chị Đinh Thị Hằng cũng có món quà để tặng lớp E. Kính thưa thầy Thông, kính thưa các vị khách mời, thưa tất cả các bạn lớp khóa 74-77 của lớp E.
thì trong chương trình văn nghệ đầu chúng ta được nghe hát những bài hát về tuổi học trò của chúng ta, và thầy Trần Văn Thành có nhắc lại cùng tôi là và ngày sau biết có còn gặp lại. Thì hôm nay lớp E chúng ta đã tụ tập ở đây để gặp lại, và lời phát biểu vừa rồi của một bạn là của bạn Việt là đang hứa hẹn là sẽ còn nhiều lần gặp lại. Thì về được dự với lớp A ở lớp E thì cá nhân tôi xin có lời cảm ơn cái thịnh tì của lớp E đã mời chúng tôi về dự thay mặt những người được mời, xin cảm ơn và rất chúc mừng lớp E đã có sự nỗ lực cố gắng hết sức để tạo nên buổi gặp mặt hôm nay. Đây cũng không phải là tiền lệ để cho các lớp khác chúng tôi bắt buộc phải theo, nhưng chúng tôi cảm nhận đây là sự ngưỡng mộ và trân trọng và rất cảm kích, và sẽ học để có thể trong khả năng của mình tổ chức thực hiện đến đâu tốt đến đó. Và một lần nữa xin chúc mừng lớp E đã tổ chức thành công, và nhân dịp này xin chúc thầy thông, các thầy giáo và các vị khách mời và các bạn sức khỏe, cuộc sống luôn viên mãn hạnh phúc. Xin cảm ơn và về dự chỗ tôi có chức quản và có hoa. Mời tất cả quý vị, như vậy nội dung chương trình buổi gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập trường của lớp E khóa 1974-1977, chúng ta vẫn tiếp tục với những ý kiến phát biểu và những phần quà của các đại biểu, các vị khách mời dành tặng cho lớp E. Và sau đây xin được mời bác Đào và bác Chi và bác Tân Ngô Văn Thi đại diện cho ban liên lạc sẽ tặng quà chúc mừng cho lớp E. Kính thưa thầy Phạm Xuân Thông, toàn bộ các đại diện của ban liên lạc các lớp và toàn bộ các bạn học sinh lớp E có học 74-77, với tinh thần cá nhân và một người cũng là trưởng ban liên lạc của khóa, hôm nay được về đây dự với một cái không khí rất là tuyệt vời. Có thể nói trong khóa học lớp E là cái lớp đầu tàu nhất, và qua theo dõi thì là cái lớp được tổ chức gặp mặt nhiều nhất. Nhân ngày hôm nay đây, tôi xin thay mặt cho ban liên lạc khóa học xin kính chúc thầy Phạm Xuân Thông cùng toàn bộ các bạn học sinh trong lớp E và các bạn đại diện ban liên lạc của các lớp một sức khỏe hạnh phúc. Chúc cho cái buổi gặp mặt hôm nay thành công tốt đẹp, xin trân trọng cảm ơn. Nhân đây xin có một chút quà xin kính gặp lớp mà thành công hè nói nhân chúc mừng học sinh buổi gặp mặt hôm nay. Lớp C muốn là tặng quà cho Hoàng Nghị và cho lớp E, xin mời anh Thành ạ. Vâng ạ. Kính thưa các thầy giáo cô giáo, kính thưa các bạn, hôm nay là ngày thật là vui, cũng là thật là hạnh phúc. Lâu rồi chúng ta lại được gặp các thầy các cô và các bạn. Tôi thay mặt cho lớp C kính chúc các thầy các bạn các cháu cô giáo chúc sức khỏe hạnh phúc và thành công. Nhân đây đây Phạm Xuân Thông, giáo viên chủ nhiệm của lớp E khoa học 74-77, kính thưa các bạn của các lớp được khóa, là kính thưa chị em là phu nhân của hay là con dâu đi của lớp E có bạn hôm nay, và về phần trường chúc kết rồi thôi em chúc thầy nhé, là phúc như đông hải mà thọ thì cao sơn, là chúc các bạn sức khỏe. Cái thứ hai là vui vẻ. Cái thứ ba là sống hạnh phúc cùng gia đình, cùng con cháu và nhân dân. Kính thưa các thầy cô giáo, kính thưa ban tổ chức, thưa các vị khách quý cùng toàn thể các anh chị em trong lớp, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
kính anh chị học sinh. Và như vậy nội dung chương trình buổi lễ gặp mặt kỷ niệm 50 năm thành lập trường của lớp E khóa 1974-1977 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi đồng hành của toàn thể quý vị và chúc cho chương trình buổi lễ của chúng ta sẽ ngày càng gắn kết và đặc biệt là đây. Trân trọng kính mời các quý vị đại biểu, các vị khách quý và toàn thể anh chị, chúng ta sẽ di chuyển trở về với khu ẩm thực để chúng ta cùng dự bữa cơm thân mật, đoàn kết, gắn bó và chúc cho chương trình buổi lễ chúng ta có thật nhiều kỷ niệm đẹp cho chương trình hôm nay.
chưa đến làng quán họ, chọn tình nghe canh hát trao duyên. Anh chưa đến dòng sông cầu, ngàn đời vui sông nước lơ thơ. Anh cũng chẳng biết đến bao giờ, ngồi tựa mạn thuyền buông câu hát đợi chờ. Anh nghĩ chưa đợi chiếc nón và hỏi xem em đã mây hẹn mây hò, mà sao người quán họ cứ dấu nụ cười thầm trong thanh nón ba cầm là trong ta áo tư thân đi hội mùa xuân.
trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa.